tiểu sử diễn viên Kim Thư. Diễn viên Kim Thư là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong những năm 2000. Cô không chỉ gây chú ý với các vai diễn ấn tượng, mà còn trở thành một trong những nữ nghệ sĩ đa tài với việc chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Cuộc đời và sự nghiệp của Kim Thư không chỉ là hành trình của một người phụ nữ tài năng, mà còn phản ánh sự kiên cường và mạnh mẽ trước những khó khăn trong cả cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Tuổi thơ và con đường đến với nghệ thuật. Nguyễn Thị Kim Thư sinh ngày 8 tháng 9 năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ của Kim Thư là nữ ca sĩ nổi tiếng một thời, Trang Kim Yến. Kim Thư sớm bộc lộ những tố chất của một người nghệ sĩ thứ thiệt. Cô có khả năng diễn xuất và giọng hát ổn, thậm chí nhiều người cũng từng khuyên cô nối nghiệp mẹ mình. Mặc dù sinh ra trong gia đình có nền tảng nghệ thuật, Kim Thư không theo đuổi sự nghiệp diễn viên từ nhỏ, mà dành thời gian cho việc học hành và phát triển bản thân. Tuy nhiên, sức hút của sân khấu và ánh đèn điện ảnh đã khiến cô không thể cưỡng lại được niềm đam mê diễn xuất. Khởi đầu sự nghiệp của Kim Thư không hề dễ dàng, dù có xuất thân trong một gia đình nghệ thuật. Cô không theo học chính thức tại các trường lớp đào tạo diễn viên, mà tự học hỏi và rèn luyện kỹ năng qua thực tiễn. Kim Thư bắt đầu tham gia diễn xuất qua các vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Dần dần, với khả năng diễn xuất tự nhiên, Kim Thư đã chứng tỏ được tài năng của mình và nhận được sự chú ý từ các đạo diễn. Năm 2005, Kim Thư tham gia bộ phim điện ảnh Đè Mướn, một trong những tác phẩm gây chú ý lớn tại thời điểm đó. Phim kể về câu chuyện của một người phụ nữ không thể sinh con và phải nhờ đến dịch vụ đẻ mướn để có con. Kim Thư đảm nhận vai nữ chính, thể hiện trọn vẹn sự đau dằn vặt của một người phụ nữ mong muốn làm mẹ, nhưng gặp khó khăn trong việc sinh con. Vai diễn trong Đẻ Mướn đã giúp Kim Thư khẳng định vị trí của mình trong làng điện ảnh Việt Nam. Cô được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất, đặc biệt là cách cô truyền tải cảm xúc sâu sắc và chân thật trong từng cảnh quay. Sau thành công của Đẻ Mướn, Kim Thư tiếp tục tham gia vào nhiều dự án điện ảnh và truyền hình nổi bật như Khi đàn ông có bầu, Hồn Chương 3 Ra hàng thịt, Khi đàn ông mang bầu, Võ Lâm truyền kỳ, Hello cô ba và nhiều tác phẩm khác. Các vai diễn của Kim Thư thường mang lại cho khán giả cảm giác gần gũi đời thường, nhưng không kém phần sâu sắc. Kim Thư không chỉ thành công ở các vai chính, mà còn tạo được ấn tượng trong các vai phụ hay vai thứ chính. Khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất đã giúp cô trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn tin tưởng. Cuộc sống hôn nhân và sự kết hợp cùng Phước Sang. Một trong những sự kiện thu hút sự chú ý lớn từ công chúng chính là cuộc hôn nhân của Kim Thư và nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng, Phước Sang. Cuộc hôn nhân của hai người không chỉ là chuyện tình cảm cá nhân, mà còn là sự kết hợp quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh. Sau khi kết hôn, Kim Thư và Phước Sang trở thành cặp đôi quyền lực trong ngành giải trí. Họ không chỉ hợp tác trong cuộc sống gia đình mà còn trong các dự án phim ảnh, với Kim Thư đóng vai trò diễn viên chính trong nhiều tác phẩm do Phước Sang sản xuất. Cặp đôi này đã cùng nhau tạo nên nhiều bộ phim ăn khách, đồng thời xây dựng được hình ảnh cặp đôi hoàn hảo trong mắt công chúng. Dù không có một đám cưới rình rang, nhưng cuộc sống vợ chồng của cả hai khá viên mãn khi Kim Thư sinh cho Phước Sang hai cậu con trai kháo khỉnh. Thời đó Kim Thư được ví như bà hoàng phòng vé và sống trong giàu sang nhung lụa. Tuy nhiên, sự nghiệp không phải lúc nào cũng êm đềm và cuộc sống hôn nhân của Kim Thư cũng không tránh khỏi những sóng gió. Mặc dù có thời gian hạnh phúc và thành công, cuộc hôn nhân giữa Kim Thư và Phước Sang cuối cùng đã đi đến hồi kết. Năm 2012, cặp đôi chính thức ly hôn, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ này là những khó khăn tài chính mà Phước Sang gặp phải trong quá trình kinh doanh phim ảnh bị thua lỗ. Cụ thể, công ty của Phước Sang rơi vào tình trạng nợ nần và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống gia đình của hai người. Năm 2012, giữa thời điểm nợ nần chồng chất, Kim Thư xác nhận ly hôn với Phước Sang. Hành động này khiến cô hứng chịu không biết bao nhiêu chỉ trích từ dư luận. Tuy vậy, ít ai biết, Kim Thư lúc đó ra đi tay trắng, vừa phải một mình nuôi hai con, vừa đối mặt với các chủ nợ thường xuyên uy hiếp, đe dọa. Từ một bà hoàng chỉ quen sống trong nhung lụa, Kim Thư bắt đầu bươn chải kinh doanh để làm lại từ đầu. Cô khởi nghiệp bằng việc bán xôi và đồ ăn online để nuôi con, rồi cùng chồng cũ trả nợ. Thời điểm đó, trong suốt 7 năm trời, Thiên Kim tiểu thư một thời không sắm nổi cho mình một chiếc túi xách, chỉ toàn mặc đồng phục nhân viên nhà hàng. Vì những vất vả trong cuộc sống,
Kim Thư ở tuổi 40 trở nên khắc khổ và lộ rõ vẻ mệt mỏi, không còn giữ được nhan sắc dạng người như nàng thơ năm nào nữa. Với sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp bạn bè thân thiết, Kim Thư bỏ qua những sóng gió, quyết định mở một nhà hàng để gây dựng lại cuộc sống. May mắn là nhà hàng của Kim Thư nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ phía bạn bè, đồng nghiệp và công chúng. Với thực đơn phong phú và chất lượng phục vụ tốt, nhà hàng của cô đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách, đặc biệt là những người yêu thích ẩm thực Việt Nam. Mới đây, diễn viên Kim Thư khiến mọi người bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy ở sự kiện của vợ chồng diễn viên Chi Bảo. Diện đầm đính hạt lấp lánh với những đường cắt xẻ xuyên thấu, bà mẹ hai con khéo khoe ba vòng gọn gàng. Nữ diễn viên gây chú ý vì nhan sắc khác lạ cùng thần thái kiêu sa. Kim Thư và Chi Bảo là bạn diễn ăn ý khi cùng đóng phim chung, cả hai trở nên thân thiết như người thân trong gia đình. Đặc biệt, Chi Bảo cũng giúp đỡ Kim Thư về mặt tinh thần trong quãng thời gian cô gặp khó khăn. Cô chia sẻ, vợ của Chi Bảo, Lý Thùy Trang, cũng là người em mà cô rất yêu quý vì nguồn năng lượng tươi trẻ, tích cực và chân thành mà cô mang lại. Thời gian qua, Kim Thư không tham gia showbiz, tuy nhiên, cô thỉnh thoảng xuất hiện trong vài sự kiện của bản thân. Ở tuổi 46, nhan sắc của Kim Thư khiến khán giả trầm trồ vì ngày càng thăng hạng. Hiện tại, Kim Thư đã trở thành bà chủ của một nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ việc kinh doanh thuận lợi, cô đã có biệt thự hạng sang và xe hơi cao cấp. Về chuyện tình cảm, cô cũng thừa nhận đang hạnh phúc với mối quan hệ mới. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!